Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh khá là cute về một quả dâu tây có khuôn mặt đấy nhá. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về quả dâu tây này nha. Này nha các bạn. Mình sẽ tô màu xanh cho phần những chiếc lá phía trên đầu của quả dâu tây này trước. Và phần da của quả dâu tây này sẽ được mình tô màu bằng cái bút chì màu hồng nhé. Mình sẽ không tô vào những cái phần lốm đốm này, để tí nữa mình sẽ tô màu khác nhé. Và mình sẽ tô màu vàng cho những cái đốm phía bên trên của quả dâu tây này nhé.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về quả dâu tây được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye bye.